Phương Tuyền, 22 tuổi, mí mắt không đều, mũi thấp, gò má cao, hàm bệnh, cằm lẹm. Hành trình biến đổi nhan sắc sau 30 ngày. Cô ấy đã lột xác thành công, bạn thì sao? Lột xác ngay cùng Gang Nam, liên hệ ngay 1900 6466 để được tư vấn.